Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn thân mến, thuốc kháng sinh có hại cho sức khỏe trẻ em và cả người lớn vì có thể tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn giúp chống lại nhiễm trùng. Lạm dụng kháng sinh là tiếp tay cho các siêu vi khuẩn và nhiều loại bệnh. Do đó, để bé phát triển khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng của cơ thể, cha mẹ nên bỏ túi kinh nghiệm tìm kiếm những loại kháng sinh tự nhiên hiệu quả giúp tăng sức đề kháng, phòng tránh một số bệnh thường gặp cho trẻ. Đây cũng là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Sáp ong, đây là một trong những kháng sinh tự nhiên tốt nhất cho trẻ, thường được ví như bác sĩ thiên nhiên. Vị thuốc này còn có khả năng kháng khuẩn, chống vi khuẩn có hại mà không tiêu diệt những vi khuẩn có lợi. Sáp ong chứa nhiều vitamin A, các axit béo no và không no. Sáp ong có thể dùng để điều trị cảm lạnh, đau cổ họng, xoang, sốt, virus đường ruột, viêm phế quản, nhiễm trùng tai, đau đầu hay bị côn trùng cắn. Nó cũng kích thích hệ miễn dịch và giúp hấp thu các chất dinh dưỡng tốt hơn. Lưu ý, cho trẻ dùng sáp ong liều lượng bằng 1/2 liều lượng của người lớn. Dầu ô liu. Lá và dầu ô liu có tác dụng kháng khuẩn tốt, chữa lành nhanh các vết nhiễm trùng, ngăn chặn virus sinh sôi và lây lan trong cơ thể. Uống dầu ô liu trị cảm lạnh, cảm cúm, cải thiện hệ miễn dịch. Đặc biệt, dầu ô liu hiệu quả trong việc làm lành các vết xước, vết cắt, bỏng hay phát ban. Mật ong và quế. Mật ong và quế là kháng sinh tự nhiên cực tốt cho trẻ mà không có tác dụng phụ. Bài thuốc này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, tăng sức đề kháng, giúp trẻ chống lại nhiều vi trùng, vi khuẩn cúm và các bệnh khác. Hàng ngày sử dụng mật ong và bột quế có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus tấn công. Trẻ em hoặc người lớn bị cảm lạnh thông thường hoặc cảm nặng nên dùng một muỗng canh mật ong ấm với 1/4 muỗng bột quế hàng ngày trong 3 ngày. Quá trình này sẽ chữa ho mãn tính, cảm lạnh và kể cả các bệnh về xoang. Trộn mật ong và bột quế với liều lượng bằng nhau và bôi lên da để chữa trị nấm ngoài da, eczema và tất cả các loại nhiễm trùng da rất hiệu quả. Quất và đường phèn. Theo đông y, quất kết hợp với đường phèn có tác dụng kiện tỳ, thông phổi, trừ đờm, trị ho cảm. Tinh dầu quất sẽ kích thích hệ hô hấp, giúp long đờm và tống đờm ra ngoài. Vitamin trong quả quất còn giúp cơ thể tăng sức đề kháng và chống cảm cúm. Đường phèn vị ngọt, tính bình, vào kinh tỳ và phế, công năng chủ trị là bổ trung ích khí, hòa vị, nhuận phế, chỉ khái và trừ đờm. Cây trùng ngây. Loại cây này chứa hơn 90 chất dinh dưỡng tổng hợp, bao gồm 7 loại vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 loại axit amin, 46 chất chống oxy hóa, hàm lượng lớn các chất chống viêm, các chất kháng sinh, kháng độc tố, các chất giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư, u xơ tiền liệt tuyến, giúp ổn định hạ huyết áp, hạ cholesterol, bảo vệ gan. Trong rễ trùng ngây còn chứa chất kháng sinh có tác dụng kháng khuẩn mạnh. Đặc biệt, đối với trẻ nhỏ, nguồn dinh dưỡng dồi dào có trong cây trùng ngây sẽ giúp trẻ phát triển về mặt thể chất lẫn trí não. Hơn nữa, các chất kháng sinh tự nhiên có tác dụng bảo vệ trẻ không hay ốm vặt. Các mẹ nên bổ sung loại rau dinh dưỡng này hoặc sử dụng các sản phẩm từ trùng ngây vào các bữa ăn dặm của trẻ. Nghệ. Củ nghệ có tính kháng khuẩn và chống nấm rất tốt. Hoạt chất curcumin trong củ nghệ có hoạt tính kháng sinh rất mạnh nên kháng viêm, tẩy trừ các gốc tự do, tái tạo tế bào nhanh chóng. Bạn có thể tự chế loại kháng sinh này tại nhà bằng cách trộn một muỗng canh bột nghệ và 5-6 muỗng canh mật ong, lưu trữ nó trong một bình kín. Cho trẻ uống 1/2 muỗng cà phê hỗn hợp này 2 lần mỗi ngày. Gừng. Đây là một loại thực phẩm có tác dụng rất lớn đối với các bệnh nhiễm khuẩn. Bạn cho gừng vào cối giã nhỏ, nấu chung với 1 lít nước và muối hạt. Nước đun sôi vặn nhỏ lửa, sau 5 phút tắt bếp, bạn có ngay tinh dầu gừng để dùng dần. Theo bài thuốc này, khi trẻ bị ho, sổ mũi, người lớn có thể dùng nước gừng ấm đã đun với muối để ngâm chân cho trẻ, vừa ngâm vừa massage hai lòng bàn chân trước khi đi ngủ. Nếu kiên trì làm trong 3 ngày, trẻ sẽ đỡ ho và sổ mũi. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những loại bệnh nguy hiểm có thể lây từ chó sang người để phòng tránh. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.